Tiếp tục bữa nay gửi con quắt về Bảo Lộc Lâm Đồng nha anh em. Thùng này mình chuẩn bị sẵn nè. Quắt thì mình đóng thùng giấy như này nha anh em. Chim cu cũng vậy luôn. Bên trong thì mình có bỏ cỏ cho nó đừng có chạy tới chạy lui nha anh em. Hôm nay thì mình đóng đi con quắt mái 1,5 triệu nha anh em. Anh này ông đặt hai con nhưng mà ông mới bắt 1 con nè anh em. Bên này mấy con sư đũa nó bị lớn đây nè. Hai con anh em, con nhỏ con bự. Mình chưa tháo khớp cánh nữa. Chạy anh em, không bay, ếch chưa bay. Nó dạng lắm. Mới có tí xíu mà chân cao ngồng. Hôm nay mình gửi đi con này nha nè. Con bị lỗi đầu nè. Mình có quay cho khách coi khách chốt con này. Bị trắng nè. Bị trắng rồi này nè. Chim bắt đi thì mình bắt bỏ vô thùng nha anh em, mình không có lùa tại vì chim mái nó dễ lắm. Chim tầm này thì nó dạng lắm nè, anh em muốn làm gì cũng được. Nhưng mà về nhà chỗ nhà mới chủ mới thì anh em kỹ kỹ xíu nha, mình ở đây mình quen thì nó dễ rồi, còn anh em về nhà lạ chủ lạ thì anh em phải nhẹ nhẹ nhàng với nó nha, thì một vài ngày sau nó sẽ quen rồi nó chơi lại. Giờ anh bỏ thùng mình đi gửi nha nè.